Lý Hải kể hậu trường cảnh đào mộ chôn sống Thanh Thức trong Lật Mặt 6. Hậu trường cảnh đào mộ trong Lật Mặt 6 vừa được hé lộ. Lật Mặt 6, tấm vé định mệnh là phần tiếp theo của thương hiệu điện ảnh Lật Mặt do Lý Hải cầm trịch. Theo Box Office Việt Nam, tính đến trưa ngày 30 tháng 4, phim sắp cán mốc 70 tỷ đồng doanh thu sau hơn 2 ngày công chiếu. Sau cảnh cháy kho chiếu, mới đây, nhà sản xuất tiếp tục tung hậu trường cảnh đào mộ trong phim. Cũng nhân dịp này, diễn viên Thanh Thức đã trải lòng về nỗi sợ khi bị chôn sống trong phân cảnh đinh của Lật Mặt 6. Ở dự án này, Thanh Thức vào vai An, một thợ chiếu nghèo, sống lay lắt với vợ ở dưới ghe cả chục năm nay. Mong ước có đủ tiền mua một căn nhà để ổn định của An càng bùng lên hơn sau khi biết vợ đã có thai. Đáng tiếc, anh lại là người đầu tiên trong hội bạn bay màu vì tai nạn trước khi kịp chạm đến giấc mộng trăm tỷ. Buồn hơn cả là An bị chính những người bạn tri kỷ của mình quật mộ để tìm cho ra tấm vé số độc đắc. Mặc dù có mannequin và diễn viên đóng thế, song để đem lại cảnh quay chất lượng nhất, diễn viên Thanh Thức chủ động xin Lý Hải tự thực hiện phân đoạn nằm dưới mộ này. Trải nghiệm nằm trong quan tài như người đã chết thật hàng giờ là khoảnh khắc khó quên và ám ảnh nhất với Thanh Thức. Vì độ khó về diễn xuất và đáng sợ hơn tưởng tượng rất nhiều, An là vai diễn để lại ấn tượng sâu đậm đối với Thanh Thức. Thật sự tới thời điểm này nhắc đến mình vẫn còn nổi hết da gà, không biết nói sao cho mọi người hiểu cảm giác mình đã trải qua. Từ lúc đọc kịch bản Thanh Thức đã thấy sợ cảnh quay này, đến khi nằm trong quan tài với giấy mã đã được mọi người chuẩn bị. Mặc thêm áo quan người chết, tâm lý của Thanh Thức lại càng chùng xuống, căng thẳng và sợ hãi kinh khủng, Thanh Thức chia sẻ. Nỗi sợ của Thanh Thức với cảnh quay đặc biệt này còn được Lý Hải kể lại. Đó là vì quá sợ hãi, gương mặt Thanh Thức trở nên xanh xao, trắng toát, không còn chút máu nào, trông giống hệt người chết đã nằm trong mộ từ lâu. Được biết, bối cảnh của phân đoạn đào mộ ghê rợn này diễn ra tại một nghĩa trang có thật ở làng Chiếu Định Yên, Đồng Tháp. Hầu hết khu nghĩa trang này đều đã có mộ chôn, chỉ còn dư ra một mảnh đất nhỏ. Lý Hải và ekip đã phải xin phép và khi được sự đồng thuận của chính quyền địa phương mới có thể bắt tay vào việc xây dựng bối cảnh. Sau đó, anh còn dày công thuê một đội đào mộ chuyên nghiệp để có thể tạo hình ngôi mộ. Phân đoạn nhóm bạn đào mộ người bạn thân của mình để tìm tờ vé số ở nghĩa trang rất là khủng khiếp. Một nhóm người vui mừng nhảy múa xung quanh ngôi mộ với xác người bạn ở dưới bộc lộ rõ cho thấy rõ được ý mà Lý Hải muốn cài cắm, tình bạn kháng khiếp. Có đồng tiền vào sẽ khác liền. Đây cũng là phân cảnh mà Lý Hải tâm đắc nhất, hy vọng các khán giả khi ra rạp sẽ xem và cảm nhận được tình người bị biến chất trong đó, đạo diễn Lý Hải chia sẻ.